đây nha cả nhà. Really nigga. Bây giờ em mời cả nhà cùng với chị Puka xem cái hiệu quả của mình như thế nào sau liệu trình chị nhé. Rất là cảm thấy mãn nguyện. Là trẻ hẳn ra luôn á. Nó khác vậy. Nó khác chứ hồi nãy khác hoàn toàn luôn á. Là cái bọng mắt với lại cái nếp nhăn ở dưới đây là nó là không còn nữa. Rồi cái cà mình nó vi lai ngay nè, nó mất hết cái nọng rồi. Nhăn ở đôi mắt với trên trán cũng không còn da, nó rất là căng bóng luôn. Cái này là mới chỉ có hiệu quả là 10 đến 15% thôi mà nó đã khác như vậy rồi. Còn 2 tháng sau mà nó hiệu quả 80% rồi. 3-4 tháng sau nó là hiệu quả 100% nữa thì nó sẽ khác như thế nào đúng không? A few moments later. Cho dù là màu gì thì chúng ta cũng phải công nhận là Puka càng ngày càng đẹp ra đúng không? Rất cảm ơn BB Thanh Mai đã giúp Puka tự tin hơn với nhan sắc của mình. Và nếu như các bạn muốn giữ mãi tuổi đôi mươi thì hãy đến với BB Thanh Mai nhé.